lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay lại máy cắt cỏ và cưa xích bên cửa hàng Thành Hợp nha. Tên của em là tên Nhanh nha anh chị. Đó thì hàng ngày em Nhanh vẫn lên cho mình vừa cắt cỏ vừa cưa xích để cho anh chị mình dễ lựa chọn ha. Thì cửa hàng của em địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở tại chợ Trung Hưng luôn nha anh chị, hay còn gọi là chợ Ngã Tư, và em bây giờ cửa hàng ra lộ rồi, không còn ở chỗ cũ nữa. Cho nên anh chị mình có mua máy thì mình alo trước để em Nhanh gửi định vị cho anh chị chạy tới nơi để cho nó không bị lạc đường, hay đi cho nhanh, rút ngắn thời gian nha anh chị. Thì anh chị mở các vùng lân cận giống như Thái Lai nè, Kiên Giang nè, An Giang nè, Vĩnh Long, Đồng Tháp rồi đó, mình có thể gần đến tận cửa hàng để mình xem máy cắt cỏ nha. Được thì mình mua, còn không được thì anh em mình có thể giao lưu với nhau và uống cà phê với em Út cũng được ha. Không nhất thiết đến cửa hàng em phải mua, nhưng mà đến cửa hàng em để tham khảo coi có đúng như những gì em Nhanh nói. Em Nhanh lên video này em Nhanh có nổ đồ dữ lắm không, máy em Nhanh về có đúng như nói không ha. Thì bên em Nhanh là về máy đã qua sử dụng bên Nhật, máy em Nhanh lựa là máy lựa zin 100%, zin từ đầu máy xuống đầu bò tay lái zin toàn tập hết. Cho nên anh chị mà có mua máy bên em Nhanh anh chị cứ an tâm, có sao em Nhanh nói vậy ha, anh chị không có sợ bị lừa gạt đâu đó. Thì hôm nay em có lên cho mình lô máy cắt cỏ chữ F 13 máy, anh chị chốt đơn với chốt thêm em F1, F2 cho đến F13 nha anh chị, không chốt tên máy, không chốt giá máy ha, để sự nhầm lẫn. Và bây giờ cưa thì nó về cũng rất là ít rồi, cho nên em có nhập cưa mới nha anh chị, cưa mới để cho anh chị mà mình có nhu cầu mà mua máy thùng về mình sử dụng á, mà giá rất là rẻ ha. Thì anh chị tham khảo những cái dòng cưa này nha anh chị đó. Cưa này làm Nhanh nó lại ha, hàng này là hàng mới nha anh chị, chứ không phải hàng Nhật Bản nha. Cái nào Nhật Bản em nói Nhật Bản, còn cái nào hàng mới em nói nhà hàng mới nha. Giá rất là mềm mại cho anh chị luôn. Còn về cắt cỏ thì em Nhanh có là Robin 22 nè, Maru Yanma 20 nè, Echo 250 nè, Maru Yanma tim rời 23 nè, Maru Yanma tim liền 23 ra bóp viên đó. Phía dưới thì có dòng máy lớn nè, Atelier trở lên thì có là Zenon Komitsu 261 ha, Kyogit trợ lực 2650G đó. Kế tiếp là Maru Yanma 32, kế tiếp là động cơ Mitsubishi tên là 261 chạy chế 2 kim đai đỏ tự động ga bóp zin đó. Kế tiếp là một cây G3K đó, và cuối cùng là bên em có lên cho mình một cây đeo lưng càng mềm nha đó. Anh nào thích càng mềm thì mình tham khảo nha anh chị. Rồi em Nhanh sẽ quay lại hình thức bán hàng ha. Thì em Nhanh nhận ship hàng toàn quốc trên mọi miền của đất nước mình nha. Đó, ở đâu em Nhanh cũng gửi tới nơi, em gửi tới nhà luôn. Anh chị hàng tới nơi thì anh chị chỉ việc là chuẩn bị tiền thôi. Đó, thì trả tiền cho cái người giao hàng với điều kiện là anh chị được kiểm tra hàng, test nổ máy trước khi nhận nha. Cái đó là vô tư ha, bên em cho thử hàng đó là em khuyến khích luôn. Cái thứ hai là em Nhanh không có lấy cọc 1.000 nào hết. Nghe hỏi cả. Em sẽ không lấy cọc 1.000 nào của anh chị hết, cho nên anh chị chú bác mình an tâm cứ lựa máy, cứ chốt đơn, không có sợ lừa gạt nha. Em Nhanh là em không có lừa gạt chỗ đó. Em Nhanh bán hàng với phương châm là khách hàng trao niềm tin, em Nhanh sẽ trao cho mình một cái chất lượng máy luôn. Ta nói là uy tín tạo nên thương hiệu đó, cho nên anh chị cứ an tâm. Rồi, những cái giá máy mà em Nhanh báo giá là em Nhanh sẽ bao ship kèm phụ kiện đầy đủ luôn. Anh chị cứ việc mua máy về sử dụng đi. Tại vì em Nhanh đặt cái mục tiêu ra là bán cho anh khách một cây, có thể bán từ 2 cây, 3 cây, 4 cây nữa, chứ không phải là bán một cây không đó. Cho nên là sao để cho anh chị trải nghiệm tin tưởng xong anh chị có thể giới thiệu dùm cho em nữa đó, chứ không phải bán một cây ha, mà để anh chị trải nghiệm anh chị mới mạnh dạn giới thiệu, chứ đâu phải em lên đây em nói cho dù 100 cái clip đi cũng không bằng một lời giới thiệu của mấy anh nữa. Đó là em nói thiệt, em bán hàng thì nhờ khách quay lại giới thiệu rất là nhiều, và có những anh thì mua bán lại mua là 2 cây 3 cây đó. Bán buôn anh chị ta tin tưởng, ta ủng hộ cửa hàng em rất là nhiều. Rồi bên em chế độ bảo hành là bên em sẽ bao đổi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày anh chị nhận hàng ha. Thì quá trình sử dụng có vấn đề gì thì anh chị cứ alo cho em, không cần đem lại thợ ở địa phương. Em Nhanh nói đi anh chị an tâm thôi, chứ thật sự những cái mặt hàng ở đây em Nhanh đã kiểm tra rất là kỹ, em Nhanh mới cho đi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hàng em lựa bao zin hết rồi, không có cái gì để sợ trục chặt hết á. Có nhiều anh nói trời ơi Nhanh ơi, máy em á, anh nhận nó mới dữ lắm, mới luôn Nhật Bản mà sao nó mới, nó đẹp như vậy. Là tức là trong like em like sao là ở ngoài mấy anh chị nhận hàng y như vậy. Mấy anh chị cứ an tâm đi, tại vì không có lấy cọc cũng không ai đâu mà rảnh đâu mà đóng hàng đi cho hàng về. Có những anh chốt đơn xong không nghe điện thoại đó, mấy anh thật sự rất là rảnh luôn. Rồi số điện thoại để chốt đơn bên cửa hàng em nè anh chị ơi, 0913 136620. Số này có Zalo nha anh chị, tên là cửa hàng Thành Hợp luôn nha.
đó, mấy anh chị hỗ trợ chốt đơn số này giùm em nhanh nha anh chị, 0913136620 đó. Rồi một cây cưa, khi mà em nhanh cho đi, em nhanh sẽ cho phụ kiện là một cái dũa nè, một cái tiếp mở bu ghi, một cây dích chỉnh sang có dưới không cho chị mượn em đó, không có thì dưới giờ có nguyên có nữa đó, chị thấy rớt ở dưới. Và kèm theo cho mình là một cái bao lâm ghim. Thôi đưa đại đi, thôi có rồi đó, chạy. Rồi một cái dích chỉnh xăng là nó tương tự như thế này nha anh chị, nè trả thằng Hải nè đó. Rồi à, đối với máy cắt cỏ thì em nhanh sẽ cho 6 món nha. Đầu tiên là một cái nhắn cỏ, nếu trên máy có rồi thì thôi không có, em cho nhắn cỏ mới nè. Một cái tính mỏi bu ghi nè, một cái ổ cước 4 cấu, cái này là có dây cước để dành cho mình phát cỏ luôn nha anh chị. Một sợi dây đeo, một cái đĩa dài là Makita dưới một cái lục giác 4 nha. Đó nè, 6 món này nó thông dụng, em nhanh sẽ cho 6 món này. Rồi rồi những cái mặt hàng mà em nhanh bán thêm nè, sẵn anh nhanh nói nè, những cái mà anh chị thấy ở đây là ngoài em bán chung với máy thì em nhanh cũng có bán lẻ, là sau nghĩa là anh chị nhà có máy rồi mấy anh chị mua thêm cái này em nhanh cũng vẫn có bán cho mình đi đơn lẻ nha. Anh chị cứ mạnh dạn đi, alo em nhanh gửi luôn, như dao mát nè, trắng cỏ dây đeo đồ đó. Rồi à, cái này là cái gom cỏ nha anh chị, gom cỏ cho trâu cho bò ăn, 100.000 một cái như thế này đó. Em đổi cái phiên bản này nó gọn hơn nhưng mà gom nó chất lượng hơn. Rồi cái tiếp là cái tua hít bơm nước nha, cái này vật liệu nó bằng inox, đầu ra là ống 27, 150.000 một cái tua hít bơm nước như thế này. Rồi kế tiếp là hai cái bản này nha anh chị, hai cái bản này nó rất là hay, cái này bên em gọi là trà rong rêu à, đối với trời mưa mà trời nắng thì mấy anh ứng dụng cho phát cỏ ha, phát rất là bén, đi ngọt ngọt luôn. Rồi anh nào chốt đơn thì chốt cho em trà rong rêu đi nha anh chị, đang em nhanh gửi đơn cho dễ ha. Lợi nhỏ 100.000, cái bản lớn là 120.000 ha. Mấy anh lấy cái nào thì mấy anh nói trà rong rêu lớn nhỏ thì em nhanh biết em nhanh gửi nha. Rồi cái này là nhớt hai thì, nhớt này là em nhanh đang sử dụng cho cửa hàng và sẵn em nhanh bán luôn, anh nào mua máy cũng mua nhớt theo, đang có mà cái mà mình thử thì mình mua. Một bình này là 1 lít 100.000, 1 lít nhớt như thế này mấy anh sử dụng rất là nhiều, từ 20 đến 25 lít xăng ha. Và anh chị nghe kỹ công thức, em nhanh hướng dẫn cho mình cách pha để máy mình chạy nó bền nha anh chị. Đối với máy cưa xích thì 1 lít xăng mấy anh pha dùm em 60cc nhớt ha. Đối với máy cắt cỏ thì 1 lít xăng mấy anh pha dùm em 40cc nhớt, và nhớt này sử dụng cho nhớt lam được luôn. Mà cái bình nhớt em nhanh bán nó rất là hay ha, nó có chia từng cái miêu nhỏ ra nữa nè, 20, 40 này mấy anh pha cho máy cắt cỏ, 60 này mấy anh pha cho máy xăng, máy cưa em xin lỗi. Rồi mấy anh chỉ việc là bóp nhớt cho nó qua cái đường nhỏ này thì nó sẽ qua được cái bình nhỏ này thôi đó, là mấy anh chỉ việc như vậy thì mấy anh pha vô mấy anh sử dụng cho máy cắt cỏ thôi. Và sẵn em nói luôn ha, công thức mà em chỉ thì chị nó sẽ hơi ra khói nha anh chị, nhưng mà cái đó là hiện tượng bình thường, mát máy bôi trơn bê tông không sao hết, anh chị cứ pha nha em nhanh chỉ đi, máy hư em nhanh hoàn toàn chịu trách nhiệm đó, mấy anh pha ít hơn máy hư là mấy anh chịu trách nhiệm nha đó. Thì bây giờ em thấy mấy anh mua máy thì có thể mua từ 2 đến 3 chai như vậy để dành sử dụng. Cái thứ nhất là sau này mình chừa cái vỏ lại, cái thứ hai là đát nó rất, cái vỏ lại đang mình lượng anh chị, cái thứ hai là cái đát nó rất là xa, từ 4 đến 5 năm, cho nên anh chị cứ mua vài chai để dành sử dụng dần ha. Rồi anh nào ở nhà có nhớ máy rồi mà muốn mua nhớt theo thì nói em nhanh gửi, chịu phí vận chuyển, mua từ 1 đến 4 chai thì phí 30.000, mua từ 5 chai nhớt em nhanh sẽ bao ship cho anh chị luôn, khỏi càng tốn phí vận chuyển nữa đó. Rồi bây giờ em sẽ nhờ thợ kích nổ máy cưa và cắt cỏ nha. Em quay vô đây đi thôi, đừng quay ra ngoài nữa cho nó sáng. Ờ, quay cưa vô đây nè, cưa ban đầu như mình lúc trước vậy đó. Ủa ngoài, ở ngoài sao chị thấy nó tối rồi. Kilo 8. Làm dài 3 tấc 3 ha. Hiệu cưa này cưa mới nha anh chị. Cha in sao CX 2500 ha. Đó, em nói trước là cưa này cưa mới nha,
cưa thùng chứ không phải hàng Nhật Bản nha anh chị. Cái này chạy xích là xích 91. Cái này về chỉ việc anh chị đổ xăng pha nhớt vô thì mình cưa cây thôi. Cái dòng cưa này em bán cho rất là nhiều khách rồi. Khách người ta khen lắm, về cưa ngon lành cành đào lắm. Đó. Rồi, cách pha xăng pha nhớt thì cái nắp trên là nắp xăng pha nhớt, nắp dưới là mình đổ nhớt lam nha anh chị. Về mé nhánh tỉa cành, cái này dòng nó cưa nó chạy rất là bốc anh chị nghe đó. Hạ cây đứng được luôn. Cái e của cái máy này là e gió tự động nha anh chị. Bình xăng con nằm phía sau, tức là mấy anh đóng e thì mấy anh kéo lên, mấy anh khởi động máy, mấy anh bóp còn là mở e ha. Tắt nè, mở nè. Em mong rằng mấy anh xem một cái clip của em nhanh thì coi chi tiết cho kỹ. Để nhiều khi coi không kỹ rồi để thừa em nhanh bán hàng nói đằng làm nẻo là em nhanh không có làm gì ha. Tại vì em nhanh bán hàng em nhanh không có lấy cọc. Nói rất là mệt nha anh chị, chứ không phải vẫn chơi. Đó, chặn xích đồ đầy đủ nha. Dòng này dòng cưa mới nha anh chị, hai ốc bắt lam. Cái mã này anh chị chốt cho em mã F1 nha, 32 ly giá 1.300.000 đồng. Máy mới giá cực rẻ. Bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Em mắc không đợi đi. Rồi em. Em đóng mè Thanh. Trọng lượng 4kg. Làm dài 3 tắc 3. Em nghe đi, nếu của anh hợp thì nói đây chị like cái này rồi chị chuyển. Rồi, cái dòng cưa này thì nó khác cái kia thì nó màu xanh nha anh chị. Và phiên bản này đời nó sẽ cao cấp hơn. China Sao CS 2.500 ha. Nó cao cấp ở chỗ nào? Là nó có trợ lực nha anh chị, giật siêu nhẹ ha. Mấy anh chị đừng có thắc mắc tại sao mà cái máy nó khỏe như thế gì, máy mới mà bên em nhanh bán rẻ. Tại vì em nhanh nhập giá rất là vừa túi tiền. Em nhanh bán giá kịch sàn, lời siêu là ít, lời lãi rất là ít ha. Để cho anh chị cảm nhận được dòng máy cưa máy mới nha anh chị. Đó. Là lam nè, chạy xích nè, xích 91 nha. Có khóa xích nữa nha anh chị. Cái e này cũng là e tự động nữa nè. Đó, đóng nè. Ủa em xin lỗi, tắt nè. Trời ơi, công tắc nhảy tắt nó bấm về chế độ mở luôn nha anh chị. Đó, tắt bấm về chế độ mở luôn. Và cái phiên bản này anh chị giật máy là nó có trợ lực nha. Đó, hỗ trợ giật nổ giật rất là nhẹ nè. Nắp trên là nắp xăng pha nhớt nè, nắp dưới là nắp nhớt lam nè anh chị. Đó. Mà cái giá máy này em bán chỉ có là 1.500.000 thôi. Anh chị chốt thì chốt cho em nhanh F2 nha, 1.500.000 đồng. Rồi kế đến là Robin. Không được. Robin NB2200 Made in Japan. Cái ưu điểm là của thằng này là nó gọn nha anh chị, gọn nhẹ về trọng lượng. Cái ưu điểm thứ hai là nó có trợ lực nha. Đó, dây giật nó trắng nè, giật rất là nhẹ. Đó, mấy anh là mua về làm quà tặng cho bố vợ đồ ha. Đó, là ok la luôn. Mấy chị gái mua về tặng cho bố chồng đồ nha. Đó là được lòng liền. À, nhìn trắng đẹp chưa? Áo máy nè, ở đây nó mẻ nhẹ xíu không sao nha anh chị. Không ảnh hưởng đến chất lượng máy, tại vì nó áo jean nó máy chồng lên máy ha, ha đó bình thường nè. Bô khói đẹp nha anh chị, trắng sáng. Công tắc nè, chạy chế jean ngang vú lớn nha, bình xăng lớn đồ jean nè, lốc máy trắng đẹp nha anh chị. Và đặc biệt là có ốp lưng ghi chữ Robin đó anh chị ơi. Ốp lưng này mà mấy anh móc qua đeo vô đây ha, mấy anh chị quải vô là nó không có đau cái hông, nó như massage cái hông mình vậy đó nè, cái eo mình vậy đó nè. Đẹp chưa, ga dữ nè, lắp còn tem thông số luôn anh chị, trắng cỏ đầu bò jean luôn. Quá sướng, có 1.350.000. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Mấy anh chốt này chốt cho em nhanh ký hiệu là F3, 1.350.000. Hôm bữa cây đó ha, nhóc khách chốt cho em bán rồi, giờ em mới dọn lên cây nữa đó. Anh chị nhớ bấm like đăng ký kênh luôn nha anh chị.
danh ma, công suất là 20cc, nồng 30 ly nha anh chị. Đề máy áo đỏ, anh nào thích may mắn, thích màu đỏ ha, chơi hệ tâm linh phong thủy gì đó thì mình chốt maru này nha anh chị. Đó, nói vậy chứ thích màu nào mình chốt màu đó, chứ máy chạy thì cũng như những đời khác thôi. Chạy ít hỏng quạt nè, chạy bền, là tiết kiệm xăng cho mình. Đó nè, anh chị nhìn áo máy đồ bô khói đồ ốc máy rất là đẹp, zin liền lạc, chạy chế zin quanh pro đồ luôn anh chị. Lốc dập đổ mắt in Japan đó, thun bợ đỡ bình xăng vẫn còn hai bên luôn. Dạ, ốc máy trắng đẹp ha, tung liền tung nhựa nha anh chị, tung liền tung nhựa công tắc nè. Đó, em nhanh nói chi tiết kỹ anh chị xem kỹ giùm em ha. Ra bóp zin nè, trắng cỏ đầu bò zin, mã này chốt cho em nhanh, F4 30 ly giá 1.400.000 đồng nha anh chị. Quen chơi nhỏ đó không? Cái này cho qua đi. Rồi, em sang hai cây kế tiếp, số 6 và số 7 nè. Tôm gời hai sừng à, bữa gời dòng máy này thì nhiều khách chốt nè à, giờ không kịp thì dọn nổ không kịp về mới lên cây mới nữa nè anh chị. Nó nhìn bu khói mà em nhìn lửa máy đẹp chưa, trắng bông luôn, chạy chế zin quanh bờ đồ luôn nha anh chị. Đó nè, bình xăng lớn zin liên lạc hết, chạy tôm gời tôm nhôm 260 ha, ốc máy vàng đẹp nè anh chị, vàng khè luôn, chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng. Đó, tem máy đẹp chưa, lốc dập nổi mắt in Japan ha. Ốc cùm nè anh chị nhìn đi, ga giữ ha, à, lát zin trắng cỏ đầu bò zin nè. Đó rồi, mã này mấy anh chốt giùm em nhanh, giá vẫn không đổi, F6 32 ly 1.600.000 đồng ha. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ nha. Dòng máy này công tắc nó nằm phía sau nha anh chị, ngoài cắt cỏ anh chị có thể bơm nước và tháo rời đầu máy đấu xịt thuốc được luôn ha. Chốt giùm em F6 nha. Rồi F7 nè. Yanma phiên bản này có trợ lực nha anh chị. Đó, anh chị kéo nhẹ thôi, qua tôi là nhẹ nổ, qua tôi là nhẹ nổ, chạy chế zin quanh pro đó, cái tem của cái máy còn luôn. Đó, dòng này về xin anh chị siêu tầm ha, bộ khói đẹp nè, bình xăng lớn zin, thun đồ vẫn còn trắng đẹp, lốc giật nổi mắt in Japan ngon lại lắm, tôm liền tôm nhựa nha anh chị, công tắc nè, nè ga bóp zin, lắp gì chắn cỏ đầu bò kim nha anh chị, đầu bò có chén chống mòn đỏ, chén chống quán cỏ luôn. F7 32 ly 1.700.000, cái này chốt cho em nhanh là F7 nha anh chị. Đó rồi, em kế tiếp là mã F8 nha anh chị, Xenon Komitsu 261 ha. Ra.
Canon Komatsu 261 nha anh chị, chạy rất là khỏe nha. Máy này tua nó rất là nhanh mà nổ rất là bốc đó, dành cho những anh nào mà mình phát cỏ dày đó, cỏ số lượng nhiều, phát cỏ thuê thì mình có thể chọn đời máy này, chạy gì nó bền nha, nồng thì hai lá bạc. Cho nên anh cỏ anh mấy anh mà phát cỏ mà chà bằng chà rong riêu hay là quạt cỏ mà ổ cước vô tư bao xài, chạy chế riêng quanh pro một kim nha anh chị đó, bình xăng lớn đồ ghi liền lạc hết luôn, tum nhôm tum gời luôn ha, tum nhôm tum rời luôn, cho nên mình có thể tháo rời đầu máy đốt xịt thuốc nha đó. Và cái công tắc của cây máy này nó sẽ nằm bên đây, trên cái đầu máy bên đây cái màu đen đen nè đó, anh chị thấy ha, ga giữ đầu bò ghi nó lắp ghi liền lạc hết. Cái máy này cái lắp đó mình có thể gắn liền cho Mitsu, Maru, Kawasaki đều nó vừa vặn hết nha anh chị, nói chung là thông dụng đa dạng. Rồi máy này mấy anh chốt giùm em nhanh, F8 giá 2,1 triệu nha, nồng 3 tư ly, 2.100.000 đồng. Một hơi em coi lại cái lô máy đó, mời em xịt em coi nha Thanh. Chị thấy con cây máy nó cũng là lạ hết đó, rửa kìa. Cái đó là Kiwit nha. Siêu phẩm nha, siêu phẩm là gì về độ bền rất là bền anh chị, rất là dẻo dai, máy này chạy nó bền từ 4 đến 5 năm là ít đó. Cái ưu điểm thứ hai là cái phiên bản này nó có trợ lực nha, trợ lực trả kéo thẳng lên, con nhẹ giờ là nhẹ nổ, chạy chế zin vú lớn ra ngang đó, máy này nó zin liền lạc hết toàn tập. Anh nào mà sở hữu máy này rồi cho em một cái lời bình luận lên trên YouTube anh chị ha đó, để cho anh những anh khác người ta có thể là tự tin hơn chốt những đèn máy như thế này ha. 2650G, tum nhôm tum liền nha anh chị. Đó. Ra giữ, công tắc trên tay cầm, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nè, đầu bò zin, lắp zin liền lạc. Máy này mấy anh chốt giùm em nhanh là F9. Giá 2.200.000 đồng ha. Em thiệt chứ máy mà em bán kinh nghiệm mấy năm nay, em cái nào là em nó ra cái đó. Chạy bền mà chạy khỏe nữa, rất là giản. Đó. Rồi kế đến làm động cơ Maru 320 màu vuông. Yanma nồng 38 ly, công suất là 32cc ha. Đầu vuông. Và máy này thì nó tại sao đầu vuông? Thì cũng có Maru đầu tròn, đầu vuông cho em phân biệt gọi đầu vuông thôi. Đó, 38 ly chạy khỏe nha anh chị, hơi rất là chắc. Sở hữu chế zin quanh pro một kim rồi luôn nè. Tum nhôm tum rời 260 ha. Có chân chống bờ đỡ bình xăng luôn nha anh chị. Máy này chung là sạch sẽ liền lạc đó. Công tắc nè. Đó. Lóc dập nổi mắt in Japan cho mình luôn nha anh chị. Đó, chạy chế zin luôn, chạy lợi xăng á mà khỏe luôn. À, ga giữ ha. Đầu bò zin đó. Tương lạc hết cho mình nè, đó. Mã này mấy anh chốt giùm em nhanh, mã F10. Giá 2.600.000 đồng, nồng 38 ly. Rồi kế đến là Mitsubishi Tân Lò 261 nè anh chị. Mitsubishi TL 261 phiên bản có trợ lực nha anh chị, giật rất là nhẹ ha, chạy chế hai kim le đỏ tự động luôn đó. Máy này thì thôi riêng toàn tập cho mình luôn, tum rời tum nhôm ha, tum rời tum nhôm 260, có đế bờ đỡ bình xăng nè, rồi lóc dập nổi made in Japan nè đó, rồi công tắc nè,
đó, nằm phía sau nè anh chị, rất là liên lạc thông số rồi còn đầy đủ luôn đó. Ra bóp pin nè, đầu bộ pin đồ luôn nha anh chị. Máy này là em không có sơn lại nha, nè cái này có chóc nhẹ thì em để này nha anh chị đó. Mitsu F11 dùm em nhanh, 33 ly, 2,7 triệu nha. Đó, ra bóp đồ pin 2,7 triệu, có trợ lực luôn, hai kim le đỏ tự động G3K nè. Xenon Komitsu G3K nòng 36 ly, công suất 34cc nha anh chị đó. Máy này chạy rất là khỏe nha. Anh nào mà phát thuê hoặc là mình phát cỏ gia đình mà số nhiều quá quanh năm suốt tháng đó thì mình tham khảo dòng máy này dùm em nhanh. Cái công tắc nằm đây tại vì nó sở hữu là tum lớn bố lớn cho nên cái sức chịu đựng dẻo dai nó rất là cao. Đây Xenon Max Insaban anh chị thấy không đó, hai tay đôi lớn ra giữ nè anh chị, đầu bò trắng cỏ zin đó. Mã này anh chị chốt cho em nhanh là F12 36 ly, giá là 3.200.000 đồng đó. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ nha anh chị. Rồi một cây đeo lưng cuối cùng đến từ thương hiệu Echo Kivit có trợ lực nè. Đeo lưng càng mềm, có trợ lực lớn, trợ lực chả nha anh chị. Chạy chế zin là chế bê tông ga theo máy, hình thức máy quá trời đẹp. Em nhanh lựa mà anh chị thấy biết rồi đó, kỹ lưỡng lắm đây. Cái này là cái kiểu nó gì nha anh chị đó, kiểu nó sao em để gì nha. Bộ khói nè, đẹp nè, tung rời tung nhôm luôn nha anh chị. Chạy chế bê tông ga Made in Japan nè, tung rời tung nhôm 2 số 10 ha. Đây, cái cầm nè, ga giữ nè, công tắc nè, ấy xuống vậy là tắt, ấy lên là mở. Một tay cầm, đầu bộ zin nè, đó. Liên lạc hết. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh F13 34 ly, giá 2 triệu nha anh chị. Rồi, em hẹn gặp lại anh chị, tạm biệt.